kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, lớp học là nơi dễ dàng phát triển các hoạt động dành cho trẻ như trò chuyện, xoay vòng và chia sẻ, khuyến khích những hành vi lịch sự và hợp tác với bạn bè. Nhưng trẻ cũng cần sự hỗ trợ và khuyến khích từ giáo viên. Các bài học đầu đời của trẻ nên chứa đựng chủ đề và giá trị như sự chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, nói xin lỗi và tha thứ cho nhau, sửa đổi, chấp nhận nhau, làm việc nhóm, thay phiên nhau và các phép lịch sự cơ bản khác. Đối với các bậc cha mẹ, nên dạy trẻ nói chuyện lịch sự với trợ lý cửa hàng, những người trong thang máy hoặc là nhân viên nhà hàng, vân vân. Điều này là một cách tích cực để tạo ra môi trường tự nhiên, giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng mềm. Ngoài ra thì phụ huynh nên khuyến khích các hành vi tích cực của con khi chơi với bạn bè hoặc khi cần nhờ sự hỗ trợ từ ai đó. Trẻ em không thể học những hành vi này một cách tự động, nhưng đây là một phần thiết yếu của sự phát triển toàn diện. Việc giúp trẻ bắt đầu sớm và củng cố hành vi này trong và ngoài lớp học sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực trong cuộc sống cho trẻ. Các bạn thân mến, giáo dục trẻ tự định hướng, liều vitamin tích cực giúp bố mẹ làm quen với phương pháp giáo dục tại nhà. Cuốn sách này được viết bởi chị Phương Đặng, tốt nghiệp đại học tại Sunny Blast Burst, Mỹ và cũng chính là tác giả giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng. Cuốn sách mang nhiều quan niệm và triết lý giáo dục hơn là chỉ đơn thuần hướng dẫn cha mẹ dạy ngôn ngữ song song cho con tại nhà. Tác giả của cuốn sách là một bà mẹ đã từng đi học ở nước ngoài về, có chứng chỉ dạy tiếng Anh và quan trọng nhất là dành toàn thời gian cho việc nuôi dạy con. Chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về việc dạy con thế nào cho hiệu quả và áp dụng thành công với con mình. Con chị hiện nay hơn 4 tuổi, có thể giao tiếp và tư duy bằng tiếng Anh với mọi chủ đề, từ vũ trụ đến địa lý, thiên văn, với vốn ngôn ngữ rất tốt. Tất cả những thông tin đã tìm hiểu và áp dụng thành công đã được chị tập hợp trong cuốn sách Giáo dục trẻ tự định hướng. Cuốn sách đặc biệt cần cho những bà mẹ đang lăn tăn giữa việc đi làm hay ở nhà, làm mẹ toàn thời gian, do dự cho con đến trường mẫu giáo hay dạy con tại nhà, hay những bố mẹ đang bị loạn về phương pháp giáo dục trẻ. Cuốn sách này cũng vô cùng phù hợp với những bố mẹ đang muốn tìm hiểu phương pháp homeschool hoặc chỉ đơn giản là chắt lọc những tư tưởng và những điều hữu ích của homeschool để đồng hành cùng con tại nhà. Ngoài việc con học trên lớp đặc biệt trong 6 năm đầu đời khi con chưa chính thức đi học, chương trình giáo dục bắt buộc của Bộ Giáo dục, kiến thức trong sách cũng được tác giả truyền tải một cách rất gần gũi với kết cấu vững chắc từng bước đi lên, để bố mẹ nắm được kiến thức nền tảng rồi tự chuyển hóa và áp dụng cho nhà mình. Cuốn sách này bao gồm 10 chương, từng bước giới thiệu các khái niệm căn bản, rồi đào sâu chi tiết dần. Cuối cùng đưa ra nhìn nhận tổng thể về giáo dục và về gia đình. Cụ thể từng chương như sau. Chương 1 về việc học và chơi của trẻ. Bước đầu tác giả nhìn thẳng vào sự thiếu sót nổi bật nhất của giáo dục gia đình và nhà trường Việt Nam hiện giờ là ép các con học quá nhiều và chơi quá ít. Nêu đầy đủ dẫn chứng khoa học hướng dẫn bố mẹ cách cho con chơi mà học hiệu quả lâu dài cho quá trình khôn lớn. Chương 2. Giáo dục trẻ tại nhà. Giải thích các khái niệm căn bản liên quan đến giáo dục trẻ tại nhà như giáo dục tại nhà thực sự là gì? Giáo dục tại nhà có được công nhận không? Cha mẹ lựa chọn phương pháp này giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi cần chuẩn bị gì? Chương 3. Giáo dục trẻ tự định hướng. Chương này đi sâu phân tích thế nào là giáo dục trẻ định hướng khi bố mẹ đang tự dạy con ở nhà hoặc khi dẫn gửi con đến trường, đối chiếu với ăn dặm trẻ tự chỉ huy để nêu bật triết lý của giáo dục trẻ tự định hướng, so sánh cách này với giáo dục thông thường hiện nay, phân tích cách giúp trẻ thích học và giữ kỷ luật và được học qua chơi. Chương 4. Kinh nghiệm tự giáo dục của bản thân tác giả. Nội dung của chương này mô tả lại quá trình tác giả vừa đến trường vừa tự giáo dục mình. Chương này sẽ tạo được đồng cảm và với rất nhiều bố mẹ, vì rất nhiều người quả thật đã tự tìm ra cách tự học trong khi vẫn đến trường. Chương 5. Các nguyên tắc quan trọng trong nuôi dạy trẻ. Sau khi bố mẹ đã hiểu sơ bộ về giáo dục ở trường, giáo dục tại nhà, giáo dục tự định hướng, kinh nghiệm bản thân, chương này phân tích 8 nguyên tắc giáo dục cụ thể, dành thời gian chất lượng cho trẻ, nói chuyện với trẻ, làm gương, trao quyền cho trẻ tự do trong khuôn khổ, bố mẹ phải tự học liên tục. Ngoài ra, các chương còn lại cũng vô cùng thiết thực và bổ ích cho bố mẹ. Nói giáo dục trẻ tự định hướng là liều vitamin tích cực là bởi cuốn sách tuy được viết dưới dạng lý thuyết nhưng không hề khô cứng mà rất đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ. Các bố mẹ có thể áp dụng được ngay mà không gặp khó khăn. Mặc dù sách hơn 400 trang nhưng chắc chắn các bố mẹ chỉ cần 1 đến 2 giờ đồng hồ hoặc hơn một chút xíu là có thể đọc hết và nắm được tinh thần của sách. Sách còn trích dẫn, làm nổi bật rất nhiều điểm mấu chốt trong việc nuôi dạy con, rất dễ để bố mẹ tra cứu, tiện cho các bố mẹ bận rộn và muốn tiếp thu các kiến thức nuôi dạy con đúng nhưng lại không có nhiều thời gian. Giáo dục trẻ tự định hướng không hề hướng đến hình tượng một bà mẹ hoàn hảo hay khiến các bố mẹ thêm lo lắng, dằn vặt bản thân vì mình đã không cư xử đúng với con. Thay vào đó, cuốn sách giúp cho các bố mẹ thêm tự tin và hạnh phúc trong hành trình nuôi dạy con. Bởi chỉ cần hiểu bản thân, hiểu con và tình yêu thương vô bờ bến, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng là người hoàn hảo. Điều quan trọng và giá trị nhất trong cuốn sách có lẽ là sẽ giúp cho các bố mẹ hiểu được việc dạy con và lộ trình cho con trong tương lai sẽ như thế nào. Sau đó, tùy từng hoàn cảnh gia đình và điều kiện của bố mẹ, các bố mẹ có thể tự dạy con được bao nhiêu, cần đến sự hỗ trợ của các nguồn khác bao nhiêu. Việc này sẽ vô cùng hữu ích với các bố mẹ chưa hiểu quá trình để con thành thạo, giúp bố mẹ tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và hãy theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.